với kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng mới, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong vòng một thập kỷ. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tụ họp tại Bắc Kinh trong tuần này để vạch ra giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo cho đất nước 1,3 tỷ dân. Vài ngày trước cuộc bầu cử ồn ào ở Mỹ, mà ai thắng thì cũng sẽ mạnh tay chống Trung Quốc. Trung Quốc đặt ra kế hoạch kinh tế mới. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc dự kiến sẽ xoay quanh đổi mới công nghệ, tự lực kinh tế và môi trường sạch hơn. Các quan chức cũng đặt ra các mục tiêu trong 15 năm tới khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách thực hiện hóa cam kết trẻ hóa quốc gia bằng cách giành vị trí dẫn đầu toàn cầu về mặt công nghệ và các ngành công nghiệp chiến lược khác. Nếu nền kinh tế Trung Quốc vốn đang phục hồi nhanh chóng sau cú sốc Covid-19 có thể bám sát quỹ đạo tăng trưởng của những năm gần đây, thì nó sẽ vượt Mỹ trong vòng một thập kỷ tới. Viễn cảnh về những xích mích ngày càng sâu sắc với Mỹ là cơ sở khiến Trung Quốc đẩy nhanh các kế hoạch nhằm bảo vệ đất nước này khỏi những biến động của kinh tế toàn cầu. Tự lực cánh sinh là phát triển năng lực trong nước thông qua đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cùng với đổi mới. Đây là việc làm cần thiết và thận trọng đối với những bất ổn bên ngoài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ quay lưng lại với mở cửa. Fred Hu, nhà sáng lập quỹ đầu tư tư nhân Primavera Capital, có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết. Ông Tập và các quan chức Trung Quốc gần đây khẳng định nền kinh tế nước này sẽ mở cửa hơn nữa đối với vốn nước ngoài và cạnh tranh. Trong một bài phát biểu tại Thâm Quyến tháng này, ông Tập tuyên bố sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ nhưng mong muốn một hệ thống kinh tế mở mới. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc dường như đã giảm nhẹ từ ngữ trong kế hoạch của mình để ngăn nó trở thành tâm điểm trong mối quan hệ ngày càng xấu đi với Mỹ và các quốc gia khác. Trước đó, cái gọi là Made in năm 2025 của Trung Quốc đã hiếm khi được nhắc đến vì nó làm dấy lên những xu hướng chống Trung Quốc trong chính quyền của ông Trump và làm gia tăng bất an ở châu Âu và các nền kinh tế khác. Chan Su và David Wu của Bloomberg nhận định rằng việc Trung Quốc nhấn mạnh vào hướng nội không báo hiệu quốc gia này đóng cửa với thế giới. Chúng tôi kỳ vọng kế hoạch của Bắc Kinh sẽ khuyến khích thương mại hai chiều và thúc đẩy thương mại dịch vụ. Thách thức toàn cầu với Bắc Kinh. Tuy nhiên, từ Washington tới Canberra, xu hướng hạn chế Trung Quốc tiếp cận với các công nghệ chiến lược đang ngày càng lớn. Lập trường cứng rắn của ông Trump với Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng. Nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, người Trung Quốc sẽ phải lo lắng hơn nữa khi người đàn ông này tập hợp được sự ủng hộ của các đồng minh lâu năm, điều mà ông Trump chưa chú trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chen Zivu, Giám đốc của Viện Toàn cầu Châu Á tại Đại học Hồng Kông, cho rằng những áp lực này sẽ khiến kế hoạch mới của Trung Quốc ít rõ ràng và không chi tiết như trước đây. Made in China 2020 đã mang lại nhiều rắc rối cho Trung Quốc và làm gia tăng sự phản đối từ Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tập trung vào các hướng dẫn thực thi và không nêu chi tiết trong kế hoạch sắp tới, Chen cho biết. Về phần mình, phía Trung Quốc lập luận rằng những gì tốt cho họ sẽ tốt cho cả thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian dẫn số liệu trên báo chí cho biết 1/3 lợi nhuận của Mercedes-Benz AG trong quý 3 đến từ Trung Quốc. Doanh thu phòng vé ở Trung Quốc cũng đạt 2 tỷ đô la, lần đầu vượt Bắc Mỹ trong năm nay. Điều này chứng tỏ thị trường khổng lồ của Trung Quốc sẽ tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế Trung Quốc và cả thế giới, Zhao cho biết trong một phát biểu hôm ngày 21 tháng 10. IMF đồng tình với nhận định này. Theo cách tính toán của Bloomberg về những ước tính mới nhất của IMF, Trung Quốc sẽ là động lực tăng trưởng lớn nhất cho cả thế giới trong những năm tới. Kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 khiến Trung Quốc được dự báo là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng dương trong năm nay khi virus corona hoành hành khắp thế giới. Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn chỉ có màu hồng. Số lượng các quốc gia coi các công ty công nghệ Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia đang tăng lên. Một số đang hợp tác để thay đổi sự phụ thuộc vào nhập khẩu của Trung Quốc
Bắc Kinh cũng hứng chịu nhiều chỉ trích về các vấn đề nhạy cảm trong nước. Trước những động thái của quốc tế, Trung Quốc tìm cách hướng nội để tăng trưởng. Cho đến nay, các biện pháp thuế quan và trừng phạt không làm cho Trung Quốc thay đổi cách hành động của mình. Thậm chí, nó còn khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài bị đưa vào danh sách có thể bị trừng phạt trả đũa. Xuất khẩu của Australia cũng đang là nạn nhân đáp trả của Trung Quốc. Khi các quốc gia khác trở nên thận trọng, nó sẽ tác động đến dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. Các doanh nghiệp, quỹ có hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc sẽ khó có cơ hội vào các thị trường như Mỹ, Anh và Australia. Tham vọng xung quanh các dự án khác, chẳng hạn như cái gọi là sáng kiến vành đai và con đường, cũng có thể sẽ được điều chỉnh. Về tăng trưởng, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này có kế hoạch hạ thấp mục tiêu GDP để chuyển sang tăng trưởng chất lượng cao. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 29 tháng 10 đã bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở nhằm duy trì thanh khoản ở mức hợp lý. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm 140 tỷ nhân dân tệ, tương đương 20,8 tỷ đô la vào thị trường thông qua hoạt động repo đảo ngược trong 7 ngày với lãi suất 2,2%. Động thái này nhằm duy trì thanh khoản dồi dào cho hệ thống ngân hàng. Repo đảo ngược là một quá trình trong đó Ngân hàng Trung ương mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua đấu thầu với thỏa thuận bán lại những tài sản này trong tương lai. Trước đó, ngày 21 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã bơm 70 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10,46 tỷ đô la vào thị trường thông qua hoạt động tương tự. Theo báo cáo năm nay của chính phủ Trung Quốc, nước này tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng với cách thức linh hoạt và phù hợp hơn. Trong quý 3 năm 2020, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 4,9% so với cách đây một năm, trở thành nền kinh tế đầu tiên từng bước hồi phục kể từ sau đại dịch COVID-19 bùng phát. Trả lời phỏng vấn của CNBC, ông Dominic Snyder của UBS Global Wealth Management nhận định rằng đồng nhân dân tệ đang thực sự là ngôi sao và còn có thể tăng giá trị trong thời gian tới. Tờ CNBC cho hay, đồng nhân dân tệ đã mạnh lên đáng kể cho đến nay trong năm nay và các dữ liệu kinh tế được công bố đang cho thấy Trung Quốc đang vượt lên trên các quốc gia khác trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tính đến sáng ngày 31 tháng 10, đồng nội tệ của Trung Quốc đứng ở mức 6,6891 so với đồng bạc xanh, mạnh hơn gần 4% kể từ đầu năm. Trong ngắn hạn, đồng tiền này sẽ giữ ở mức quy đổi 6,6 nhân dân tệ đổi 1 đô la. Theo ông Snyder, có 3 yếu tố có khả năng sẽ củng cố vị trí và giá trị của đồng tiền Trung Quốc là tăng trưởng kinh tế, cán cân thanh toán và dòng vốn dồi dào. Theo đại diện của UBS, kinh tế Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh. Theo số liệu quý 3 mới được công bố, GDP của đất nước tỷ dân đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang khởi sắc trở lại. Trong khi đó, các nền kinh tế khác như Mỹ hay các quốc gia châu Âu đang vật lộn với những khó khăn do đại dịch gây ra và không kỳ vọng sự tăng trưởng trở lại đến nửa đầu năm 2021. Mỹ và châu Âu đang tăng trưởng theo từng quý nhưng đang tụt hậu so với Trung Quốc. Điều này có lợi cho các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như các tài sản rủi ro ở Trung Quốc, chẳng hạn như thị trường chứng khoán và đồng nội tệ. Ông Snyder nói với CNBC. Thứ hai, theo ông Snyder, thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc có thể tăng lên gần 2,8% GDP vào năm 2020 so với 1% GDP vào năm 2019. Thặng dư tài khoản vãng lai ngày càng tăng do xuất khẩu mạnh hơn và thâm hụt cán cân dịch vụ nhỏ hơn. Vì thế, nó có xu hướng ủng hộ đồng tiền mạnh hơn trong các quý sắp tới, ông Snyder cho biết. Với dòng vốn, ông Snyder nói rằng có hai góc độ đối với vấn đề này. Đầu tiên, việc đưa ra trái phiếu chính phủ Trung Quốc vào tiêu chuẩn trái phiếu toàn cầu dự kiến sẽ kích hoạt dòng vốn từ 100 tỷ đến 150 tỷ đô la trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Bên cạnh đó, Trung Quốc có lợi suất chênh lệch so với Mỹ. Trong đó,
các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa trả lãi và lãi kiếm được. Điều này có thể đạt được bằng cách vay một loại tiền có lợi suất thấp, chẳng hạn như đô la Mỹ, cho các khoản đầu tư có lợi suất cao hơn ở những nơi khác. Ngay cả khi sự biến động được điều chỉnh, tỷ giá đồng nhân dân tệ vẫn hấp dẫn, ông Snyder nói. Tuy nhiên, ông Snyder nhấn mạnh thêm rằng kết quả bầu cử sắp tới tại Mỹ vẫn có thể ảnh hưởng đến những dự đoán này. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã đạt được một số bước tiến trong chiến lược quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, như khuyến khích giao dịch bằng nhân dân tệ ở nước ngoài, được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF chấp thuận trở thành đồng tiền dự trữ và tung ra các hợp đồng hàng hóa định danh bằng nhân dân tệ. Tuy vậy, đồng tiền này vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong dự trữ toàn cầu với chỉ 2% thị phần. Do sự suy yếu của đồng đô la và những số liệu phục hồi tích cực của nền kinh tế Trung Quốc, đồng nhân dân tệ tăng lên mức mạnh nhất trong hơn 2 năm qua. Bên cạnh đó, triển vọng chiến thắng của ông Joe Biden trước đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 3 tháng 11 sắp tới cũng hỗ trợ đồng nhân dân tệ.